Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký Momo để nhận 500.000 và liên kết thẻ ATM Agribank để nhận được 500.000. Các bạn yên tâm là khi đăng ký thẻ Agribank là bảo mật của Momo nó rất yên tâm và an toàn, nên các bạn không lo về bảo mật. Trước hết là chúng ta sẽ vào CH Play, hoặc nếu mà ai có iOS thì sẽ vào phần mềm iOS. Sau rồi chúng ta tìm ứng dụng Momo. Đây, Momo. Nó sẽ ra Momo. Đây, như của mình tải rồi thì nó sẽ hiện ra phần cập nhật. Còn nếu bạn nào chưa tải rồi thì các bạn ấn tải về. Đây, của mình có rồi. Đây, các bạn sẽ nhập số điện thoại vào cái mục này. Rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ chờ mã OTP về. Mình thấy rất nhiều bạn ngại cái vấn đề liên kết tài khoản ngân hàng, nhưng mà các bạn cứ yên tâm là bảo mật ngân hàng nó rất chi là ok. Em lại xác thực về 274711 274771. Chúng ta nhập mật khẩu. Chúng ta sẽ vào cái phần ưu đãi ạ. Không, ở trên trên cùng nhá. Các bạn nhìn cái chỗ nhập mã khuyến mại và chia sẻ, chúng ta sẽ nhập cái mã sau. Không 879214431. Mình xin nhắc lại nhé, 0879214431. Đây là mã khuyến mại nhé. Đấy, các bạn xác nhận xong các bạn liên kết ngân hàng này. Đấy, như của mình là mình thôi, mình hướng dẫn liên kết Agribank nhé. Đây là thẻ của mình. Thẻ mình vừa phát hành xong để làm video cho các bạn, để hướng dẫn các bạn. Đây, cái này là phải vào kích hoạt cái Internet Banking nhé. Đây này, Agribank Mobile Banking này. Chúng ta sẽ đăng nhập vào. Đây nhá, chúng ta sẽ vào cái phần dịch vụ thẻ, truy vấn thông tin. Đây, chúng ta sẽ chờ mã OTP về để đăng ký cái dịch vụ. Hai bảy ba một năm chín. Đây, đăng ký thành công rồi nhé. Đây, không, mình quay lại Momo này. Đây nhé, xong mình vào liên kết này. Agribank này.
0509 4988. Nhằm ngày phát hành. Ngày phát hành của mình là tháng 8 2020. Đấy, các bạn nhìn nhé, chúng ta nhận cái mã OTP gửi về 056458. Là chúng ta đã thành công. Đây, chúng ta liên kết thành công nhé. Bạn đã liên kết tài khoản thành công rồi. Xong rồi chúng ta nạp tiền vào ví này. Nạp tiền là để nhận được cái ưu đãi này. Mình sẽ nạp 580.000 vào. Đây, rất chi là tiện ích. Đấy, các bạn giao dịch thành công. Chúng ta về màn hình chính, chúng ta vào phần ưu đãi. Chúng ta có rất nhiều quà nhé. Đây, các bạn vào nhận quà gói 500.000 này. Đấy, tặng mua thẻ lạp này, tặng mua thẻ lạp này, tặng 20% hóa đơn điện nước này. Đấy, rất nhiều quà nhé. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nhé.